Hello anh em, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với video ngày hôm nay trên kênh của Cá Voi Gaming. Hôm nay thì video mình sẽ cùng anh em đi mua và ra mắt trải nghiệm một cầu thủ tiền vệ phòng ngự 265 vàng, đó là Mateusz Legowski. Và chúng ta cùng mua và ra mắt Legowski. Đây là một cầu thủ tiền vệ người Ba Lan và bây giờ thì mình sẽ vào sắp xếp vị trí đá của Mateusz Legowski. Hôm nay thì Legowski sẽ là người đá thay cho Kevin De Bruyne và chúng ta cùng đi tìm đối thủ để thực hiện màn ra mắt ngày hôm nay của Legowski. Đây là đối thủ của Cá Voi Gaming ngày hôm nay để ra mắt Legowski, đó là một team đến từ nước ngoài. Và xin mời anh em cùng bước vào hiệp một, hiệp thi đấu đầu tiên của trận đấu ngày hôm nay, trận đấu ra mắt của Legowski. Và liệu rằng hôm nay thì cầu thủ mình vừa mới mua có thể tỏa sáng để mang về chiến thắng cho đội nhà hay không? Đây là Erling Haaland, vừa rồi là một cú ra chân tương đối chất lượng của Erling Haaland. Tuy nhiên thì chưa có bàn thắng dành đến cho các cầu thủ bên phía Cá Voi Gaming. Và để tiện cho anh em theo dõi thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về đội hình xuất phát của hai đội. Hiệp một trận đấu ngày hôm nay, Cá Voi Gaming bảo vệ cầu môn bên phải với trang phục là áo đỏ quần xanh. Còn các cầu thủ phía đội bạn bảo vệ cầu môn bên phía tay trái với trang phục là áo xanh quần xanh. Người đang có bóng đó là Legowski và đi bóng là tương đối tự tin. Bóng đang trong chân của Suso, một đường truyền chọc khe chưa thành công. Thibaut Courtois là người đã bắt gọn bóng trong tay. Đây là Legowski. Pha cắt bóng là của Suso, đây là Romelu Lukaku. Pha xử lý tương đối chất lượng, bóng đang trong chân của Paul Pogba. Lionel Messi là người đang theo bóng nhưng chưa thành công. Đây là một pha phát bóng lên của chưa thể có được một pha dứt điểm đáng chú ý nào của cầu thủ hai đội về phía khung thành của hai bên. Hai bên vẫn đang có một thế trận cân bằng trong trận đấu ngày hôm nay. Đây là Achraf Hakimi, bóng đang trong chân của Thibaut Courtois. Người đang có bóng đó là Robert Lewandowski. Immobile là người vừa có pha cắt bóng và đây là một cơ hội. Thủ môn của chúng ta sau hai lần bắt bóng đã không thể cản phá thành công. Immobile là người đã lập công. Người đang có bóng đó là Legowski. Bóng đang trong chân của Erling Haaland và đi bóng là tương đối tự tin. Đây là một cơ hội để cho chúng ta có bàn thắng cân bằng tỷ số. Và vừa rồi là bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 được ghi ở phút thứ 36 của trận đấu. Achraf Hakimi là người đã lập công. Thời gian thi đấu của hiệp 1 đã gần kết thúc. Và trong hiệp 1 này thì Legowski vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình được giao. Anh luôn là cầu thủ tiền vệ phòng ngự, là một chốt chặn không thể thiếu ở tuyến giữa của các cầu thủ bên phía Cá Voi Gaming. Đây là Erling Haaland, có rất ít khoảng trống cho cầu thủ bên phía Cá Voi Gaming. Immobile là người đã lùi về để cản phá. Xin mời anh em cùng quay trở lại với hiệp thi đấu thứ hai trong trận đấu ngày hôm nay để chúng ta cùng tiếp tục cùng với Cá Voi Gaming ra mắt Legowski. Và hiệp 1 là một hiệp thi đấu khá cân bằng khi mà cả hai đội đều ghi được một bàn thắng. Người đang có bóng đó là Paul Pogba, người đã bị cấm thi đấu một thời gian dài. Đây là Mikael Mudryk, một pha chuyền bóng khá hay của Mikael Mudryk dành đến cho Henry. Romelu Lukaku là người vừa có một pha đi bóng tương đối tốt và đội bạn đã có cho mình bàn thắng tiếp theo, bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút thứ 58. Bóng đang trong chân của Paul Pogba và đây lại là một cơ hội để cho Cá Voi Gaming có tình huống tấn công. Pha chọc khe là hơi sâu. Bóng đang trong chân của Mofi. Đây là các cầu thủ áo xanh bên phía đội bạn. Đội bạn bắt đầu có những tình huống chuyền bóng qua lại khá hay để có thể câu thời gian. Và vừa rồi là một sai lầm. Erling Haaland là người có pha dứt điểm. Chúng ta đã trừng phạt sai lầm vừa rồi của đội bạn với pha ghi bàn cân bằng tỷ số 2-2. Và người lập công đó là Erling Haaland. Liệu rằng có một bất ngờ gì xảy ra những phút còn lại của trận đấu hay không? Cơ hội để cho Cá Voi Gaming có cho mình bàn thắng. Và vừa rồi thì đã có tình huống phạm lỗi, chiếc thẻ vàng được trọng tài rút ra. Rồi thì nếu như trọng tài cho Cá Voi Gaming được hưởng phép lợi thế thì rất dễ chúng ta sẽ có bàn thắng. Đây là Lionel Messi, vừa rồi thì Lionel Messi chưa thể dứt điểm. Cơ hội để cho Cá Voi Gaming có bàn, pha đi bóng là tương đối tự tin của Paul Pogba và đây là Erling Haaland. Như vậy thì Cá Voi Gaming đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước 3-2. Và bất ngờ thì đội bạn đã bỏ chạy những phút cuối. Trong ngày ra mắt ngày hôm nay của Mateusz Legowski, chúng ta đã giành chiến thắng với tỷ số 3-2. Một màn ra mắt ấn tượng của cầu thủ tiền vệ phòng ngự người Ba Lan. Và cảm ơn anh em đã đón xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo trên kênh của Cá Voi Gaming. Bye bye anh em nha.